Trường Giang, vợ chồng Trấn Thành giàu nhất showbiz mới mua nhà 15 tỷ bằng tiền riêng của Harry. 15 tỷ chỉ là mua thôi, còn sửa mất 5 tỷ nữa, tổng là 20 tỷ. Căn nhà này mua bằng tiền của Harry Won luôn chứ không phải tiền của Trấn Thành, Trường Giang cho biết. Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện một clip quay cảnh hậu trường của chương trình Nhanh Như Chớp. Tại đây, Trường Giang đã liên tục bóc mẽ Harry Won và tiết lộ bí mật của cô. Harry Won làm 9 đồng, lấy thêm của thằng chồng 1 đồng nữa thành 10 đồng. Ban đầu, Trường Giang khen Harry Won dễ thương và không muốn nói xấu cô, anh chỉ nói: "Thật ra cái gì cũng phải có cái này cái kia, chương trình nào cũng cần phải có 2-3 người. Tôi với Harry Won có 2 chương trình làm mãi với nhau không dừng là Siêu Bất Ngờ và Nhanh Như Chớp, làm hoài, quay hoài." Harry Won là một cô gái đến từ Hàn Quốc, không ưa có gì để nói xấu hết. Con bé có vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng lại vừa dễ thương. Nhưng sau đó, Trường Giang chuyển sang đá sấy Harry Won và ngụ ý chê cô Kibo, anh nói: "Một người con gái xinh đẹp, duyên dáng, tài năng, biết tiêu nhiều tiền như Harry Won là hiếm. Harry Won phải gọi là hậu bối của nghệ sĩ Chí Tài, cô ấy là người ít tiêu tiền cho bạn bè nhất Việt Nam." Chí Tài làm 9 đồng đem về cho vợ 10 đồng, Harry Won làm 9 đồng lấy thêm của thằng chồng 1 đồng nữa thành 10 đồng. Harry Won mà bao ai ăn là người đó bệnh. Vợ chồng Harry Won giàu lắm, giàu nhất showbiz. Trong lúc đứng trên sân khấu để đợi bấm máy quay hình, Trường Giang liên tục tiết lộ những chuyện bí mật của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won, anh nói: "Tôi đang chờ Harry Won, Harry Won đang đếm tiền ở trong, chưa quay được." Vợ chồng Harry Won giàu lắm, giàu nhất showbiz, thằng chồng kiếm tiền, con vợ kiếm tiền, nhưng con vợ lại không biết tiêu xài. Harry Won chưa bao giờ tiêu tiền của mình nên giàu lắm, toàn tiêu tiền của chồng, tiền của thiên hạ mà, nói chung là giàu lắm. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won mới mua căn nhà bên quận 1, ở đường Nguyễn Phi Khanh, cái đường bán bánh canh ấy. Chính xác là Harry Won mới mua một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh giá 15 tỷ. Nhưng 15 tỷ chỉ là mua thôi, còn sửa mất 5 tỷ nữa, tổng là 20 tỷ. Căn nhà này mua bằng tiền của Harry Won, chứ không phải tiền của Trấn Thành. Tiền này là tiền riêng của cá nhân Harry Won. Harry Won còn hỏi tôi nên mua chỗ nào, tôi tư vấn hết nên biết. Đấy, đi hát mà mua được nhà 20 tỷ, còn tôi ở chung cư, chứ không phải căn hộ. Sau đó, Harry Won bước ra, Trường Giang liền chạy tới hỏi cô xem bao giờ chuyển về nhà mới. Harry Won trả lời thật thà rằng nhà còn đang sửa, chưa chuyển được. Cô cho biết, căn nhà này đã sửa được một năm trời nhưng chưa hoàn thiện. Ngoài ra, Trường Giang cũng tiết lộ thêm về chuyện đời tư của Trương Quỳnh Anh sau khi ly hôn với Tim, anh nói: "Trương Quỳnh Anh thì chưa có người yêu mới, có mấy người theo đuổi mà cô ấy chưa chịu. Tôi biết hết đó, tôi biết rõ mấy người theo đuổi Trương Quỳnh Anh luôn. Vì sợ Trường Giang sẽ tiết lộ chuyện riêng tư của mình quá nhiều, nên Trương Quỳnh Anh đã vội lẩn tránh đi chỗ khác."